Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong các clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần chương mũ và logarit rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở chương 7, đó chính là đạo hàm. Đạo hàm em nhé. Trong chương 7 này thì nó gồm có hai bài. Chúng ta sẽ biết cách tính đạo hàm về bằng định nghĩa, cũng như là biết cách viết phương trình tiếp tuyến. Tại vì cái hệ số gốc của nó thì bằng đạo hàm cấp 1. Thì thầy cũng nói luôn để em sau này, trong cái chương này chúng ta sẽ biết thôi. Sau đó chúng ta sẽ nắm được các cái quy tắc đạo hàm và chúng ta sẽ biết được tính cách tính của đạo hàm cấp 2, nghĩa là cấp 1, cấp 2, nghĩa là y phẩy với y hai phẩy em. Và chúng ta cần phải nắm chắc cái kiến thức phần đạo hàm này. Tại vì sao? Tại vì cái phần đạo hàm này nó liên quan tới cái chương trình của lớp 12 rất là nhiều em nha. Thầy nhấn mạnh lại là cái chương 7 đạo hàm này nó liên quan tới chương trình lớp 12 rất là nhiều. Các em hiểu không nào? Nên chúng ta cần phải học thuộc các quy tắc khi mà qua cái bài số 2. Các quy tắc tính đạo hàm nó đã có công thức rồi á, thì chúng ta chỉ việc học thuộc công thức và vận dụng để làm bài tập thôi. Còn ở trong bài số 1 này, khi chúng ta tính đạo hàm bằng định nghĩa thì nó hơi rườm rà và phức tạp một chút em, nhưng khi có công thức rồi thì nó cực kỳ dễ luôn, nên các em cứ yên tâm nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 1 em, đó chính là đạo hàm. Thì về phần ta đi sang phần 1, đó chính là đạo hàm. Ngay từ phần 1 người ta đưa ra một cái hoạt động này nói với em là khá là dài và khá là lằng nhằng nghe em. Tại vì mỗi bộ sách, thầy quay cả cánh diều, chân trời và kết nối, thì mỗi bộ sách như cái bộ cánh diều thì nó đưa ra khá là đơn giản và hình thành kiến thức cho ngay cho em. Còn bộ chân trời này thì nó khá là lằng nhằng và phức tạp, quan trọng là đi xèo quần rồi có hiểu thế nào là đạo hàm hay không ấy. Rồi thôi, cứ người ta đưa ra cái gì thì thầy sẽ hướng dẫn cho em cái đó. Quãng đường rơi tự do của một vật được biểu diễn bởi công thức, ở đây là ST. Sau này chúng ta được sẽ tính cái vận tốc tức thời và cái gia tốc tức thời của vật chuyển động. Thì nó chính là đạo hàm cấp 1 và cấp 2. Thì sau này chúng ta sẽ biết. Vận tốc trung bình của chuyển động này trên khoảng thời gian là 5T hoặc là T5. Được tính bằng công thức, ở đây là gì? ST trừ cho, ở đây là gì? ST trừ cho S5 chia ở đây T trừ 5. Hoàn thiện bản sao về vận tốc trung bình trong những khoảng thời gian khác nhau, nêu nhận xét về ST trừ S5 trên cho T trừ 5 khi T càng gần 5. Thì bây giờ ở đây này, T ở đây người ta cho các em cái khoảng là T5 hoặc là 5T đúng không? Như vậy thì ở đây là 5, 6 thì cái T này nó rơi vào 6 ở đây. Như vậy khi đó ST người ta là ST, nghĩa là S của 6 bằng, và S của 5 bằng, đúng không? Tại vì 56 này, để thầy tính xem thử ở đây nó có phải bằng 53,9 hay không nè. Chúng ta thế chỗ đây. Như vậy S6 ở đây bằng 4,9 nhân ở đây cho 6 bình phương sẽ bằng nè. Còn thằng này là 4,9 nhân ở đây cho 5 bình phương bằng nè. Chúng ta dùng máy tính ta bấm ra. Như vậy thì ở đây sẽ ra được cái gì? 4,9 nhân ở đây cho 6 bình phương sẽ bằng 176,4. Đúng nè. Ở đây 4,9 nhân ở đây cho 5 bình phương sẽ bằng ở đây là 122,5. Đúng chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có công thức là gì? ST nghĩa là S6 này. Nghĩa là chúng ta sẽ lấy S6 trừ đây cho S5 chia cho ở đây cho T trừ 5, nghĩa là 6 trừ 5. 6 trừ 5 thì bằng 1. Nhưng mà các em lấy thằng này trừ cho thằng này. Nhưng tại vì nó bằng 1, chứng mẫu bằng 1 rồi. 176,4 trừ cho đây cho 122,5. Đây, có phải bằng 53,9 không? 53,9 nè. Ok, bây giờ thầy làm một cái nữa nha. Tại vì cái này người ta đã làm rồi. Bây giờ thầy sẽ làm cái chỗ là 5,1 nè. Thì như vậy ở đây chúng ta sẽ tính S của 5 thì luôn luôn là bằng cái này rồi đúng không? S của 5 thì luôn luôn bằng 122 rồi. Bây giờ chúng ta tính S của 5,1
S của 5,1 thì ở đây sẽ bằng là 4,9 nhân cho 5,1 bình phương sẽ bằng này. 4,9 nhân cho 5,1 bình phương bằng ở đây là 120 127,449. Đó, đó. Ở đây chúng ta sẽ đi thế cho chỗ đây. Lấy 127,449 trừ ở đây cho 122,5. Ở đây em ta chia các em lấy 5,1 trừ để cho 5 bằng nữa này. Nha. Như vậy ở đây chúng ta trừ cho S5 thì nãy chúng ta tính rồi 122,5 bằng đúng không? Và ở đây chia 5,1 trừ 5 là chia cho 0,1. 49,49 nha. Được nè. Như vậy thì đây là 49,49. Ok. Như vậy cái bảng là chỗ này chúng ta cần phải điền là ở đây là 49,49. Hiểu chưa? Ok. Rồi. Như vậy cái cứ như vậy chúng ta sẽ tính vô. Ở đây là T, đây là T này, ở đây 5 này, chỗ này T này. Chỗ này là T này. Chỗ này là T này và chỗ này là T. Các em thế vô và cứ tính ra cho thầy như vậy. Khi đó chúng ta sẽ có được cái bảng như sau. Chúng ta có bảng này là 49,245 này. Ở đây là 49,049 này, các em tự tính giùm thầy mà những phần này nha. Ở đây là 49, ở đây là 49, 49,49 này. 49,2 245 nha. Còn thằng này là 49,049 này, đây là 49,0049 này. Ở đây là 48,9951 này. Ở đây là 48,951 này. Được chưa? Tiếp tục, sau khi hoàn thành cái bảng này xong thì bây giờ chúng ta sẽ làm tới cái câu B. Giới hạn lim t tiến tới 5 về phần giới hạn thì chúng ta được học rồi. Giới hạn được học rồi các em nhé. ST trừ S5, T trừ 5 được gọi là vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm T0 bằng 5. Tính giá trị này. Chúng ta sẽ đi tính giá trị này thì bây giờ chúng ta sẽ thế vô này. Ta tính giới hạn này nha, xem thử giới hạn này bằng bao nhiêu. Như vậy lim mà của T tiến tới 5. Tiến tới 5, như vậy ở đây là ST trừ đây cho S của 5 chia cho đây T trừ 5 sẽ bằng lim của T tiến tới 5. ST thì chúng ta sẽ lấy cái này này. Đây. Cái ST là chúng ta lấy cái này này. Các em thấy chưa? ST chúng ta lấy cái đó. Như vậy thì đây chúng ta sẽ lấy là 4,9T bình phương trừ cho S5. Trừ S5 nghĩa là ở đây chúng ta lấy 4,9 nhân ở đây cho 5 bình phương. Chứ gì nữa? Chia ở đây cho t trừ 5. Ở đây chúng ta đừng 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 có tính ra mà chúng ta nên đặt 4,9 ra để bên trong nó còn lại là t bình phương trừ 5 bình phương ra hằng thức số 3 các em. Hiểu không? Sẽ bằng lim ở đây t tiến tới 5, ở đây chúng ta sẽ đặt 4,9 ra chung, bên trong còn là t bình phương trừ đây cho 5 bình phương. Chia ở đây t trừ 5. Bằng tiếp lim t tiến tới 5. Ở đây 4,9 t bình phương trừ 5 thì cái này chúng ta viết trở thành t trừ 5 nhân t cộng 5. Chia ở đây cho t trừ 5. Như vậy ở đây lim của t tiến tới 5 thì thằng này triệt tiêu. Ở đây chúng ta lấy 4,9 nhân đây cho t cộng 5. Sau đó chúng ta thế số vô thôi. Như vậy đây 4,9 nha. Nhân ở đây cho cái lấy 5 cộng 5. 10 ở đây bằng 49 luôn nè. Cái giới hạn này bằng 49 các em thấy chưa? Như vậy các em thấy ở đây không? Nó gần tiến tới ở đây là 49 này, thấy chưa? Rồi. Câu C. Đây là câu B nha. Câu C người ta hỏi gì đây các em? Tính cái giới hạn lim của T tiến tới T0 ở đây. Rồi, như mày nãy tiến tới 5 thì 49 này đúng không? Thì bây giờ người ta làm cái dạng là tổng quát này em. Ta làm dạng tổng quát. Như vậy thì ở đây chúng ta có và cái này chính là chúng ta sẽ tính cái đạo hàm bằng định nghĩa là cùng theo công thức này em. T0 đúng không? Của ST trừ ở đây cho ST0
chia cho t trừ t0 thì ở đây cũng sẽ bằng lim của t tiến tới t0. Ở đây là gì em? 4,9 t bình phương trừ đây cho 4,9 t0 bình phương. Ta làm tương tự y si như vậy. Cách làm á, ta làm sử dụng hàng thức thôi. Bằng tiếp lim ở đây là t tiến tới t0. Như vậy nên ta cũng sẽ đặt 4,9 ra. Bên trong còn là t bình phương trừ cho t0 bình phương chia ở đây cho t trừ cho t0. Ở đây bằng tiếp lim của t tiến tới t0. Ở đây 4,9 nhân ở đây cho t trừ t0. Ở đây là t cộng t0. Ở đây là t trừ t0. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là t trừ t0 ở đây là triệt tiêu, nó còn lại là 4,9 lim t tiến tới t0. Và ở đây sẽ là gì em? 4,9 nhân ở đây t cộng t0. Bây giờ chúng ta thế vô. T chúng ta thế bởi t0 vô. Như vậy thì ở đây là t0 cộng t0. Như vậy kết quả 4,9 nhân 2 cho t0 thì bằng 9,8 t0. Xong, ở câu B và câu C. Các em thì ở đây người ta hỏi cái gì thì chúng ta sẽ làm cái đó, được chưa? Và cái này thầy nói luôn đó chính là tính đạo hàm bằng định nghĩa là sử dụng công thức này, giới hạn này. Thì chúng ta sẽ tính cái số gia delta x là cái tỷ lệ delta y trên delta x và chúng ta tính thôi. Bây giờ chúng ta vào hoạt động chúng ta sẽ biết nha. Cơ bản là cái phần tính giới hạn này là kiến thức cũ. Hay chưa vô hết mà nó quất một phát cái là chiếm 12 phút của em rồi. Rồi ok, ta đi sang trang 38 nha. Như vậy thì khi đó cái giới hạn lim t tiến tới t0, ở đây là st trừ st0, t trừ t0 ở đây được gọi là vận tốc tức thời, là vận tốc tức thời. Và cái nhớ này, trong cái đề thi á, đề kiểm tra khi người ta yêu cầu các em này, khi người ta yêu cầu các em tính cái vận tốc tức thời nha. Nghĩa là ở đây chúng ta đi tính đạo hàm cấp 1, nghĩa là VT này, vận tốc tức thời này sẽ bằng là S'T, nghĩa là đạo hàm cấp 1. Còn khi mà người ta yêu cầu các em tính gia tốc tức thời, gia tốc tức thời thì nó chính là AT, thì cái này chính là bằng đạo hàm cấp 2 của ST ở đây. Cái này chúng ta cũng có thể ghi vào trong vở nha. Ở cả ba bộ sách thì nó viết cũng như nhau thôi và cái quy tắc tính là giống nhau. Được chưa? Ok. Giới hạn này được gọi là đạo hàm. Đạo hàm của hàm số ST ký hiệu lại đây, S'T. Được chưa? Ở đây T0 ha, T0. Nên là tại thời điểm T nào đó đấy. Như vậy VT0 sẽ bằng S'T0 sẽ bằng lim T tiến tới T0 và chúng ta lấy ST trừ cho ST0 trên T trừ T0. Chúng ta có thể ghi công thức này vào ở trong vở nha. Được chưa? Thì để hình thành cái việc mà tính đạo hàm bằng định nghĩa là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần này. Cho cái hàm số fx xác định trên khoảng AB và x0 thuộc AB nếu tồn tại giới hạn hữu hạn. Nhớ này, thầy giải thích cái chỗ này, tồn tại giới hạn hữu hạn nghĩa là gì? Phần giới hạn về lim chúng ta biết rồi, hữu hạn nghĩa là nó ra có thể là một số nguyên hoặc là một số thập phân hữu hạn. Ví dụ 1,5 hoặc là 2,35 gì đó, chứ còn nó không có phải là ra một cái giới hạn thập phân vô hạn không tuần hoàn hoặc là tuần hoàn. Cái hiểu chưa nào? Hữu hạn là như thế. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có này. Cái phần giới hạn này thì giới hạn gọi là đạo hàm của hàm số này tại x0 ký hiệu là f phẩy đạo hàm. Người ta không nói gì, nghĩa là đạo hàm cấp 1 nghĩa là f phẩy x0 hoặc là y phẩy x0. Thì ở đây chúng ta ghi này công thức này vô để chúng ta đi tính đạo hàm này. Đó. F phẩy x0 sẽ bằng lim x tiến tới x0. Chúng ta lấy fx trừ cho f0 trên cho x trừ y0. Nhớ nha. Bây giờ chúng ta đi sang ví dụ 1 để chúng ta áp dụng công thức này nè. Học thì toán ấy, thì thầy nói khó chứ không phải dễ. Tuy nhiên nếu chúng ta hiểu được cái bản chất của nó thì nó khá là dễ chứ không cũng không khó. Các em nha. Ok. Ở đây người ta yêu cầu ví dụ 1 là yêu cầu là fx bằng x bình phương tính f'x0 với x0 với r, thì chúng ta cũng áp dụng công thức này thôi. Fx chúng ta có này.
Thế x này là x vuông, x vuông. Ở đây người ta sử dụng hạng thức số 3, tại vì x bình phương trừ x không bình phương thì bằng x trừ x không nhân ở đây cho x cộng x không. Hiểu chưa? Chia ở đây cho x trừ x không. Thì khi đó thằng này triệt tiêu nên nó còn lại thằng này nè. Còn lại thằng này nên là đây. Thì chỗ nào có x ta thấy x không vô. Hiểu chưa? Như vậy đây người ta ghi phần chú ý này cho thầy. Cho hàm số y bằng fx xác định trên khoảng này. Nếu nếu hàm số này có đạo hàm tại mọi điểm x thuộc AB thì ta nói nó có đạo hàm trên khoảng AB ký hiệu y phẩy hoặc là f phẩy x, nghĩa là một á. Chúng ta có thể sử dụng là y phẩy nếu người ta cho y, còn nếu người ta cho fx thì nó sẽ là f phẩy x. Đây là đạo hàm cấp 1, đây cũng là đạo hàm cấp 1. Qua cái bài số 2 nó có đạo hàm cấp 2 thì nó sẽ là y 2 phẩy hoặc là f 2 phẩy x. Hiểu chưa? Thầy nói luôn để người ta phân biệt rõ chi tiết ngọn ngành như vậy. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái ví dụ 2. Tính đạo hàm của hàm số ở cái hàm số sau C, nếu đạo hàm của C này là bằng 0 em nhé, bằng 0 này. Sau này chúng ta quy ước đạo hàm của C này là bằng 0 luôn này. Đây. Người ta đã tính là người ta sẽ lấy luôn. Ở đây là một phần x luôn. Sau này nó có công thức em. Riêng cái bảng công thức là thầy nói với em là nó cực kỳ đầy đủ. Cực kỳ đầy đủ luôn, nhưng ở đây chúng ta sử dụng định nghĩa để chúng ta làm thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng công thức này. Còn sau này người ta đã chứng minh được rồi, à đạo hàm của một hàm số là bằng 0, à, đạo hàm của x là đạo hàm này bằng 1, hoặc là đạo hàm của một phần x này sẽ bằng là âm 1 trên x bình phương chẳng hạn. Thì cái này bây giờ chúng ta xem thử trong phần định nghĩa nó làm có đúng như của thầy viết hay không nha. Đây, em thấy chưa? Thì ở đây bắt buộc chúng ta cũng phải sử dụng công thức. Phải sử dụng công thức em ạ. Hiểu không? Ở đây là fx này, trừ fx không này, trên x trừ x không này. Cứ như vậy nhưng mà ta làm ra. Hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái thằng này thực hành 1. Các em cứ yên tâm đi, sau này nó có công thức rồi thì nó dễ lắm em. Ví dụ tính đạo hàm của cái hàm số fx bằng x mũ 3 này thì nó cực kỳ là đơn giản. Ha, tại vì sau này nó có công thức này các em này. X mũ n thì đạo hàm của nó là xuống n x mũ n trừ 1. À, hiểu chưa? Còn nếu mà hàm hợp u mũ n thì n u mũ n trừ 1 và ở đây nhân cho u phẩy. Vậy xong. Có công thức hết các em, mới yên tâm. Nhưng bây giờ chúng ta phải sử dụng định nghĩa và công thức hồi nãy để chúng ta làm. Ở đây các em ghi, ở đây là với bất kỳ ta phải lập luận câu này, bất kỳ x không thuộc R ta có nha. Ta có này. F phẩy x không theo công thức của chúng ta sẽ bằng là lim x tiến tới x không, ở đây là gì, fx trừ cho fx không trên x trừ cho x không, em hiểu không? Bây giờ ở đây chúng ta sẽ có fx ta là x mũ 3 trừ ở đây cái gì em, x không gì, x không mũ 3 chứ nữa trên cho x trừ x x không. Ở đây thầy xin lỗi quên ghi từ lim x tiến lên không này. Bằng tiếp bằng lim x tiến tới không, đây là có dạng là a mũ 3 trừ b mũ 3 này, thì chúng ta phân tích ra trở thành là a trừ b x trừ x không nhân cho x bình phương ở trong ở ngoài trừ thì bên trong cộng x nhân cho x không cộng cho x không bình phương. Liên hàng định thức là phải thuộc rồi, cái đấy là không thể bàn cãi. Thằng này triệt tiêu, còn lại là lim x tiến tới x không của cái ngọt thứ hai này đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thế số vô chỗ nào có x, chúng ta thế bởi x0 vô thì đây sẽ bằng là x0 bình phương này cộng x0 nhân cho x0 này và cộng cho x0 bình phương. Như vậy ở đây chúng ta thấy một x0 bình phương ngay chỗ đây là x0 nhân x0 cũng bằng x0 bình phương, cái này x0 bình phương thì chứng tỏ nó ra được là 3x0 bình phương. Xong, đạo hàm của nó là như vậy nhé. Vậy ta kết luận đây là vậy f phẩy x bằng x mũ 3 đạo hàm cái này là ra được là 3x bình phương trên R. Xong. Hiểu chưa? Ok. Đúng không? Rồi. Ở đây người ta hỏi như đây. Chú ý này. Chú ý cái hàm số y bằng fx xác định trên khoảng này. Chúng ta có cái số gia các em, gọi là đây là số gia này.
Số gia ở đây người ta đặt cái delta x của chúng ta ở đây là x trừ x0 nghĩa là dưới mẫu này. Nghĩa là trong công thức của chúng ta là f phải x0 á bằng giới hạn lim x tiến tới x0 thì ở đây là fx trừ ở đây cho fx0. Ở đây x trừ x0 thì cái thằng này người ta đặt ở đây đó chính là delta x này. Đây. Là dưới mẫu này. Và đại lượng delta y thì người ta đặt ở đây. Thằng này chính là bằng delta y này. Thấy không? Trên tử này. Khi đó x của chúng ta có phải là đây chúng ta chuyển x0 này qua đấy ta hiểu như này này delta x thì bằng x trừ x0 như vậy cái x này để tính x này thì chúng ta chuyển thằng này qua bên đây đổi dấu nghĩa là x này sẽ bằng là delta x cộng cho x0 cái hiểu không? Hay nói cách khác là x0 sẽ cộng cho delta x trừ cho f(x0) trên delta x chúng ta có thể sử dụng công thức này cũng được này nghĩa là ở đây chúng ta sử dụng cách nào nó cũng như nhau không kém. Sử dụng công thức này cũng đúng ban đầu hay là sử dụng công thức này vẫn đúng đó. Thì cái tỷ số delta y trên delta x biểu thị cái tốc độ trung bình đại lượng rồi ý nghĩa đạo hàm ở đây chúng ta ghi vô phần này chúng ta sẽ ghi thành công thức ở phần chú ý này vô nha ở trong vở để chúng ta học nếu hàm số s bằng s t biểu thị quãng đường di chuyển của vật theo thời gian t thì f phẩy t0 biểu thị tốc độ tức thời của chuyển động tại thời điểm t0. Rồi, cái phần này ấy. Chúng ta sẽ đi sang ở cái trong clip này thầy sẽ giải cho em phần này nữa là xong các em nha. Đó chính là phần vận dụng. Phần vận dụng các em nha. Với tình huống trong hoạt động 1, hãy tính vận tốc tức thời của cái chuyển động lúc t ở đây là bằng bằng 2. Đúng không? Nghĩa là ở đây chúng ta cần phải tính v của 2, nghĩa là đạo hàm của thằng s phẩy 2 này. Cho thầy. Được không nào? Như vậy thì cái này chúng ta đã làm rồi, đã làm ở trong cái phần mà người ta tính cái bảng á, ở trong câu B và câu C ở phía dưới thầy đã làm cho em rồi. Thì ở đây chúng ta ghi là với bất kỳ t0 mà thuộc R ta có thì cái VT thì bây giờ chúng ta sẽ tính f phẩy t0 thì có phải bằng lim của t tiến tới t0 của đây là theo đây là ST trừ cho ST0 trên ở đây cho T trừ T0 thì cái này chúng ta đã tính rồi là bằng 9,8 nhân cho T0 ở đây có đúng không nào vậy vậy f phẩy T đạo hàm thằng này chính là bằng 9,8 T trên gì trên R thì bây giờ ở đây người ta cho t bằng 2 này vậy vận tốc tức thời của chuyển động lúc t bằng 2 nghĩa là t bằng 2 giây á là chúng ta thế chỗ đây như vậy thì v của 2 sẽ bằng là f phẩy của 2 sẽ bằng là 9,8 nhân lên cho 2. Như vậy ở đây chúng ta nhân ra 9,8 nhân 2 sẽ bằng ở đây là để anh em 19,6 mét trên giây này. Bằng ở đây là 19,6 mét trên giây. Hiểu chưa? Vậy thôi. Ok. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần 2 và phần 3 các em nhé. Nữa là xong. Nên là trên cái là nếu mà tính đạo hàm bằng định nghĩa thì chúng ta đã nắm được công thức rồi đó. Chúng ta chỉ việc tính thôi, tính cái giới hạn đó ha.